đi tìm Yoho. Tớ không thích chỗ này, nó làm tớ lo lắng. Tớ không đi được nữa, tớ đói lắm, đói lắm, đói lắm rồi. Cố lên Chiwoo, thu thập đủ hạt giống rồi, cậu muốn ăn bao nhiêu trái cây cũng được. Cẩn thận, mọi người ơi! Suýt nữa thì có tai nạn. Cảm ơn cậu nhiều, Yoho. Trong rừng mọi chuyện đều có thể xảy ra, cậu phải luôn để ý. Hả? Tiếng gì vậy nhỉ? Nghe như tiếng trống vậy. Tớ không nghĩ vậy. Có gì đó đang tiến về phía chúng ta rất nhanh. Là khỉ đột đó, chạy mau mọi người. Chúng ta làm gì bây giờ? Tớ sẽ đánh lạc hướng con khỉ. Các cậu tranh thủ chạy trước đi. Nhưng như vậy nguy hiểm lắm, Yoho. Không sao đâu, Pami. Tớ sẽ chạy theo mọi người ngay. Được rồi, nhưng hứa là đừng lâu quá nhé. Thoát được rồi, con khỉ đột đó trông dữ tợn quá. Các cậu thử tưởng tượng bị nó đấm xem, đau lắm đó. Nó đuổi chúng ta nhanh hơn cả tớ tưởng tượng, đáng sợ ghê. Tớ chỉ mong Yoho an toàn thôi. Hãy chờ ở đây, cậu ấy sẽ tới ngay thôi. Không biết các bạn đã an toàn chưa? Mình phải câu giờ thêm cho các bạn mới được. Tới mà bắt ta này, nếu người có thể. Ta ở đây này, tới mà bắt ta đi. Ôi không! Ôi không! Sao Yoho lâu tới vậy? Làm sao bây giờ? Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì làm sao? Tớ không muốn nghĩ tới đâu. Nhưng lỡ con khỉ đó bắt được Yoho thì sao? Không có chuyện đó đâu. Yoho rất thông minh. Cậu ấy sẽ thoát thôi. Nếu như vậy, tớ sẽ quay lại tìm cậu ấy. Chiwoo, chờ đã. Tớ nghĩ tụi mình nên đi theo cậu ấy. Nhanh lên, các cậu ơi. Chiwoo này, cậu có biết chúng ta đang đi đâu không? Tớ biết chứ. Chúng ta đã đi vào con đường đầy những cây lớn giống như thế này này. Nhưng mọi cây trong rừng này đều rất to mà trời. Chỗ này cũng giống chỗ chúng ta vừa đi qua. Cậu có bao giờ tới đây chưa mà biết đường chứ, Chiwoo? Lô
đới này. Mọi người ơi, cho tụi mình, Chiwu, đừng tự ý chạy lung tung như vậy. Tớ nghĩ là nhầm hướng rồi. Trời ơi, Chiwu, bên này hay bên này? Hướng này hay hướng kia? Ôi trời ơi, tớ không biết nữa. Nghĩ đi nào, Chiwu. Cậu có chắc đây là đường đúng không? Tớ đã nghĩ thế, nhưng bây giờ tớ không biết nữa. Không biết nữa. Chiwu à, nếu cứ nghe theo Chiwu, chúng ta sẽ bị lạc mãi trong rừng mất. Thôi mà Rudy, Chiwu chỉ muốn đi tìm Yoho thật nhanh như chúng ta thôi mà. Nếu muốn tìm thấy cậu ấy, chúng ta phải tìm đúng đường trước đã. Vừa rồi đúng là phí thời gian mà. Lỡ đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với Yoho thì sao? Ừ, ta phải làm gì đây? Nhìn kìa, ở kia có ngã rẽ. Pami, cậu nghĩ tụi mình nên đi đường nào? Đường này thì dốc nên vừa rồi đi rất mệt. Đường này thì nhiều đá nên chúng ta đi hay bị dấp ngã. Được rồi, vậy cuối cùng chúng ta nên đi đường nào? Tớ nghĩ là lối này, nhưng tớ sợ mình nhầm lắm. Nếu tớ nhầm, chúng ta sẽ lại mất thời gian để quay lại đây. Lúc đó có thể Yoho đang gặp chuyện gì rồi. Ôi, nên làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ đi lối này. Hả? Chúng ta đâu thể đi cả hai đường được. Chúng ta cần phải đi cùng nhau mới mong đánh thắng được con khỉ đồ. Tớ có quyển bách khoa tàng thư chỉ dẫn đây. Khỉ đồ thích nấm và lá cây mềm. Để tìm thấy nó, ta nên đi tìm theo lối này. Trời sắp tối rồi, Rudy. Nơi duy nhất con khỉ có thể ngủ vào buổi đêm là ở trong rừng. Quyển bách khoa của tớ luôn đúng. Tớ bảo là đi vào rừng. Tớ mới là người đúng, không phải cậu. Giờ không phải là lúc cãi nhau đâu, Rudy. Lemmy, tin tớ đi, Pami. Tớ chắc đây là đường đi đúng đó. Đi thôi, đi thôi. Lemmy, lần này hãy nghe theo Rudy đi. Được rồi. Wow, vách đá đẹp quá. Chính cậu nói tin cậu lần này mà. Theo chỉ dẫn của cuốn sách thì đúng vậy mà. Lần này phải nghe theo tớ đấy, không được than phiền đâu. Wow, thác nước đẹp quá trời. Ngắm cảnh vậy là đủ rồi nhỉ. Cậu có thấy Yoho không? Đừng có chọc tớ nữa. Cậu làm tớ mất tập trung rồi đấy. Thật vậy sao, Lemmy? Thôi đi nào, Rudy. Đừng khó chịu như thế. Tớ ư? Chính cậu ấy khăng khăng là mình đúng mà lại sai đấy chứ. Tớ có lý do chính đáng chứ bộ. Tớ không tập trung được vì mãi cãi nhau với cậu. Là lỗi của cậu hết. Cậu nói gì cơ? Tớ nói đó là lỗi của cậu. Hai cậu thôi đi. Thôi ngay đi. Không có Yoho, mọi thứ loạn hết cả lên. Yoho, giờ cậu đang ở đâu? Tiếng gầm ở đằng kia kìa. Sao tớ không thấy Yoho vậy? Các cậu có nghĩ Yoho đã bị... Không có chuyện đó đâu, Chiwu. Tớ lấy được nó rồi. Là Yoho đó. Cậu đây rồi. Tớ không tìm được các cậu. Các cậu đã đi đâu vậy? Yoho này, có chuyện gì ở đây vậy? Chú khỉ đột này bị đâm gai nhọn vào chân. Và cậu ấy cố nhờ chúng ta giúp đỡ.
Nhưng chúng ta đã quá sợ nên đã bỏ chạy mất. Ôi, giờ tớ hiểu rồi. Trời, nhiều gai quá. Hẳn như vậy đau lắm. Cậu ấy chỉ muốn nhờ giúp đỡ thôi, nhưng tụi mình lại chạy mất. Tạ ơn trời là cậu vẫn bình an. Vô hô. Đúng vậy, nghĩa là chúng ta không phải cãi nhau nữa. Lemmy, chúng ta đi giúp chú khỉ đột nào. Còn chút nữa thôi là xong rồi. Wow, trông cậu ấy tuyệt hơn hẳn khi thoát khỏi đám gai đó. Tớ biết mà, giờ chúng ta đã giúp được cậu ấy, chúng ta nên tiếp tục lên đường tìm hạt giống thôi. Hả? Các cậu có thể kiếm cái gì đó ăn trước khi tiếp tục lên đường được không? Ừ, ý hay đó. Chúng ta nên đi tìm đồ ăn thôi.